Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình review là cái cây mình mới chỉnh sửa lại lúc sáng này các bạn. Đó, giờ cũng từ 7 giờ đến 9 giờ các bạn. 2 tiếng đồng hồ. Đó, mình cắt một đống luôn ở trong cái xe rùa này các bạn. Đó, các bạn thấy không? Quá trời. Cái cây này các bạn. Đó, mình sửa là hai cây. Tức là cái tàn ở đó nó mịt màu các bạn. Tàn nó ra rất là nhờ rải, rất là rậm ri luôn nè. Cắt một xe rùa thì các bạn biết cái tàn nó cỡ nào rồi, thấy không? Đó, các bạn thấy gì? Đó, hôm nay mình sửa lại cây này, dán hai thân các bạn, đây, thấy không? Đây nó bắt cầu nha các bạn, nè cái này là một nha, nó một thân luôn, nó qua tới đây luôn, bắt cầu qua cái cây này chứ không phải là hai cây rời nha các bạn, hai cây bắt cầu. Đó. Thấy không? Cái tay để vô nè. Đó. Cây này mình ghép nha các bạn. Cái này là cây bướm mình ghép. Cây bướm này nó dài dữ lắm. Mình ghép này cũng nè, mình ghép cái chân cành đó bằng tay chân cái nè các bạn, thấy chưa? Tay cái nè. Đó nè, ghép từ đây nè. Đó các bạn coi nè, đó cái tay cái mình nè. Ghép này cũng 2 năm mấy rồi. Không? Đây, chân cành mình ghép nè. Để ngón tay vô các bạn thấy. Nói chung là cây này mình ghép 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1. Coi. 3, 4, 5, 6. 3 nè. 1 nè, 2, 3. Cây nhỏ mình ghép 3, 1. 1 nè, 2, 3. Cây lớn mình ghép nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tức là cái cây này mình ghép là 9 mục các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nè, đó, độ cong đó nè. Đó. Cái này cái bướm, mà bướm ở già, rất là già các bạn. Bướm đào tại núi Vĩnh Lợi. Bướm già. Chung là cái này già dữ lắm. Ghép giờ nó thừng chủng luôn các bạn. Thấy không? Các bạn thấy, nó thừng chủng rồi. Đó, cây gốc rất là to nè. Để cái tay vô nè. Trên này mà nó dày nè. Ở dưới này thì thôi. Quá hớp luôn đó, cái này vậy nó các bạn thấy nó cũng hoành ba gần 30. Đây tổng thể cho các bạn xem đó. Sửa cây là hồi sáng giờ các bạn đó, mình cắt một đống trà nè. Không, cây này là cây này các bạn, cái giống cây này nè là của cây này đó, nó cho trái vậy nè các bạn. Đó, đây cây đây là một giống với cây đó luôn các bạn nè, cho trái nè. Đó, một giống đó. Ghép mình lựa chọn các bạn, chứ cây mình đây hàng nhiều, rất là nhiều, mình ghép mình phải lựa chọn cái giống mình ghép. Đó. Các bạn thấy giống không? Lá nè. Lá nhỏ 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 không, thấy không? Đó. Rí trái tim tùm lum. Sáng giờ mình làm cây này các bạn, nó quay tổng thể cho các bạn xem. Quay bây giờ nè, đó, vòng vòng ha. Các bạn thấy nè, cái đọt nè, cây này mình ghép lâu lắm đó các bạn. Cái tay này mình mới ghép nha các bạn. Cái tay này hồi đó nó không có ra đó, mình mới ghép nè, mới ghép phụ cái tay này nè. Ngay vô cái tàn này nè. Cái này cái đoạn nó cao quá đi, mình phải phụ thêm cái tay này nữa cho nó, cho nó không có trò khúc này đó, khúc này nó cũng là các bạn thấy không đó. Cái mặt tiền thì nằm mé bên này hay bên nào mình cũng không chọn được, bên nào cũng là được. Đó. Mình quay trên xuống cho các bạn xem. Cây này trái được rồi, dữ lắm nha các bạn. Đó. Cây này hai thân co lắc, ha, thân nhỏ nè. Sáng giờ làm suốt luôn các bạn. Đó. Bên đây. Bên cây này được rồi, mình ghép á các bạn. Mình thả rừng. Mục đích thả rừng là để làm gì bạn? Để cho những cái chi tay này nè các bạn. Nó to. Không? Chứ mình vô mình uống mà mình không thả rừng á, cắt hoài thì nó sẽ chai và cái chi tay này nó không có lớn. Đó. Thì giờ mình đã nó cái đủ cái độ lớn rồi.
nói chung là đủ cái đồ chơi được rồi, thì mình cắt mình sửa lại thì nó cũng sẽ lớn nữa các bạn, nó sẽ lớn nữa. Đó, nó lớn đây, thấy không, nó sẽ lớn nữa. Hôm qua kia mấy chuỗi trước mình quay các bạn thấy một cục không, nhìn nó một cục hải châu chứ không biết như cái này nè, nhìn là một cục luôn nè, đó một cục luôn, nhìn đâu biết cái gì đâu, thấy một bùm chùm bùm sùm thôi. Nhưng mà kế hoạch của mình thì mình để nuôi chi các bạn, nuôi chi cho nó lớn. Đó. Cái này thì đến cái giây phút này thì mình phải cắt rồi, tại vì nó đã quá bùm sùm, mình để nó rập quá các bạn, thì nó sẽ bỏ những cái chi mà nằm trong rập các bạn. Cây hải châu nó có đặc thù vậy, nó sẽ bỏ những cái chi nằm trong mát rập thì nó sẽ vàng vàng lá hoài các bạn. Đó, do đó mình sẽ cắt rồi, thấy không? Đó, mình cắt này, cái này thân này bắt cầu nha các bạn. Đó, thân này nó đây rễ lục bình. Đó, cái thân ở đây, thân nó qua tới đây. Đó, thân này các bạn thấy không? Đó nè, đó, thân nó vậy nè, thân này nè, qua tới bên cây thứ hai nè. Đó, đây nè, mình bẻ không thấy không, cái tay mà nó hồi đó mình chỉnh đi lên các bạn, mình bẻ nó co xuống như chữ O nè các bạn thấy không, rồi công phu lắm nhưng phải đơn giản các bạn nè, mình bẻ chữ O này thấy không, bẻ hè xuống như cái quay nhạo ạ. Đó, đây mình quay toàn bộ cây này là cũng như đó, là cái diễn viên chính trong cái clip này đó. Cây này mình nói là cây ghép nha các bạn, cây bướm mình ghép nha, chứ cây hải châu giờ vậy không có đâu các bạn. Có cây hải châu mà nó lắc lượng gì đâu, nó nằm trong kẹt đá nè, nó quay trên dưới quay lên cho các bạn xem nè. Đó, thấy chưa, đó cây bên này nó cũng vậy, lắc lượng trong cục đá, nằm trong kẹt đá các bạn. Đó, rồi nó lên hai thân nó bắt cầu nhau, hai cây thân này nó dính liền nha các bạn. Mà thấy không, uống sữa gì nó từ hồi sáng giờ luôn, mới vừa cắt nồi cắt không một cái đống rễ này nè. Đó, bạn thấy gì? Cỡ nào đó. Mình thì mình chọn mặt tiền bên đây các bạn, chọn bên đây, bên đây thì thân nó cái gù này đưa vô mặt thấy không, nhưng mà nó lắc thì nó đẹp đó. Cái thân này thì nó đẹp, còn đưa qua thì cái gù này đưa vô mặt. Đó, thôi mình chọn cái thân này đi, nó có chiều sâu hơn. Đó, cái này cái thân bắt cầu có chiều sâu hơn. Đó, mình chọn đây, rồi vậy. Cây này mình bẻ tàn thôi. Vậy là xong rồi các bạn. Vậy khi mà nó đến cái giai đoạn mà nó ra trái ra hoa thì bấm tàn thôi các bạn. Không còn, chỉ sau này xả kẽm thôi. Một số tay mình không còn quấn kẽm nè các bạn. Đấy, thấy chưa? Nè, tay này mình không còn quấn kẽm nè. Đó, tay này, nhưng mấy tay này mình phải dằn kẽm nó lại các bạn nè, phải dằn kẽm nó lại, mấy cái tay này phải dằn kẽm nó lại. Nó thì các bạn thấy mình xả đóng tàn ngày thì phải dằn kẽm lại là đương nhiên rồi ha. Đó, cây gì mà nó sửa, mỗi lần sửa tàn bỏ một xe rùa luôn đó, bạn thấy không? Rồi các bạn thấy đó, cây này là cây ghép nha các bạn. Đó, còn cây hôm qua nè các bạn, hôm qua mình chiếu clip lên nữa các bạn đó, quay tổng thể cho các bạn xem. Đó, cũng chỉnh, cũng sửa, cũng cắt, cũng bào, cũng vũa lại cho nó sáng sủa rồi các bạn, để cho nó rối quá. Cái cây này thì nó rối thiệt các bạn, mình thì nói chung là làm con mình à, nén ngậm đó, làm cũng phải sửa từ từ các bạn, chứ làm mình thì làm cũng không nổi đó, các bạn thấy không, trong tàn rồi. Vậy vài bữa đặt cứng rồi các bạn, bữa đặt cứng rồi đó, đó. Cây này giờ chiên ăn hết rồi, đó trái các bạn thấy không, chiên ăn hết rồi, mình giờ
sổ làm ngán quá vườn rồi làm ngán ngán lắm. Chim qua này nó ăn hết rồi các bạn, này, trái này nó ru nó ăn nè, còn trái to to không các bạn thấy không, nó ăn nổi to quá, lựa trái nhỏ ăn rồi cuốn nè. Đó. Mình sẽ review một số cây của vườn nhà mình. Ở cây này nay nó ra bông nè các bạn. Không, mình nghi là cái cây này bữa nay nắng các bạn, nắng này nó trổ bông cái này chắc chắc đậu quá. Nè. Thấy chưa? Đó. Trổ bông nè. Nghĩ là chắc nó đậu trái. Trổ cái này là đậu trái. Đó. Và mình cắt cây này lại nè, mình có nói nè, dọn cái này lại, dọn sơ cây này lại các bạn. Mà chán lá vàng vàng. Đây này cũng trổ bông nè. Đó. Clip đến đây cũng dài các bạn. Mình quay chừng khoảng 11 12 phút thôi. Đó, dài quá các bạn xem cũng lười biếng đó, thấy không? Đó, các bạn góp ý coi mình quay cái clip cỡ bao nhiêu phút các bạn. Đó. Để mình thực hiện đúng cho cái nhìn cái xem của các bạn để cho nó có thời gian vậy thôi. Đó. Đây này nè. Hôm nay mình thả rừng nha các bạn, hồi đó trái dữ lắm nó xì, mình thả rừng, mình không dám bấm tàn nữa, thả đi cho cái chai chi nó lớn đi, đó cái này trái cũng hàng hà, chai chi lớn cho nó mạnh bộ đế đi, rồi mình tính nữa, rồi chỉnh sửa hoài, ngày nào cũng không ở không, suốt ngoài vườn. Đó. Nè, các bạn thấy không, trái làm trái nho đây nè, nó bự như trái nho luôn nè, các bạn thấy không, để cái ngón tay vô các bạn coi nè, út mình nè, đó. Cây gì trái gì hết hồn luôn, để mình trùm lại để chín mình dở ra mình quay cái clip cho các bạn xem rồi. Đây. Ồ nhìn nó đã không, trái nho không, ráng quay cho clip đúng 13 phút mình ngưng các bạn. Đó. Đây những cây nè, hôm qua mình dỡ quay rồi. Đó. Những cây mini. Cây mini. Thì đang cho trái. Ồ này nó chín rồi các bạn. Nó bắt đầu lên nó chín rộ nè. Đó thấy không? Đó chín rộ. Đó, chín rộ. Đó, chim nó ăn luôn, thả rừng luôn. Đã hoang luôn cho nó ăn đi ha. Rồi mình kết thúc clip ngay chỗ đây các bạn.